Người phụ nữ này chỉ có 3 ngón tay, miệng thì rộng đến mang tai, cười vô cùng nham hiểm. Bà ta với tay về phía một người phụ nữ trước mặt, không ngừng đe dọa. Lúc này dưới đất một con chuột đang đẩy một cái bẫy chuột ra, dùng miệng mở ra một cái chai màu tím. Trong khi đó, hai con chuột khác đẩy chiếc bẫy chuột xuống chân bà già 3 ngón kia, chỉ đợi con chuột cầm chai ra hiệu lệnh, con chuột nâu liền giơ nút chai lên báo hiệu. Hai con chuột dưới gầm bàn liền đẩy cái kẹp chuột, kẹp thẳng vào ngón chân mụ miệng rộng khiến bà ta kêu đau đớn. Lúc này con chuột nâu cầm lọ thuốc tím bật nhảy lên cái bẫy chuột, trực tiếp bản thân bay lên trên cao. Nó cưỡi lên cái lọ thuốc chuột rồi hướng thẳng vào miệng bà già. Con chuột bật nhảy ra lúc cái lọ chui tọt thẳng vào miệng. Nó dùng bộ tóc giả rồi nhảy dù xuống. Lúc này bà già liền co giật dữ dội rồi bay lên trần nhà. Bà ta sau đó rơi xuống đất rồi biến thành một con chuột xấu xí, điên tiết đuổi theo đám dám biến mình thành chuột, làm loạn rối tung hết đồ đạc. Kết quả bị bà da đen nhốt lại vào trong cái bình thủy tinh, rồi thả con mèo cưng của mình ra xử một trận.